Vâng các bạn ạ, hôm nay em phải chia sẻ thật sự với các bạn một điều rằng nếu như các bạn bỏ ra tầm tiền hơn 100 triệu, ví dụ như chiếc xe này các bạn chỉ bỏ ra hơn 100 triệu, 116 triệu nói luôn, 116 triệu đồng thôi. Nếu như các bạn chạy cái Mazda này, em khẳng định với các bạn, bác là ngồi lên trước kiosk taxi từ 207 trở xuống, chứ em không nói 208 nhé, form mới em không nói, 207 trở xuống thôi, chắc rằng các bác không muốn chạy Vios luôn, các bác vứt Vios đi luôn. Hôm nay ở đây Tuấn Anh vừa chạy thử về mà chạy thử một cái chiếc xe mà của cán bộ đi. Nói thật với các bạn là đây là một chiếc xe Mazda 626. Với chiếc xe này trước đây toàn mua và tính bằng tiền ngàn đô thôi, chứ không tiến bằng tiền Việt Nam đồng như mình đâu ạ. Trước đây các bạn toàn tính bằng tiền ngàn đô thôi, các bác toàn tính bằng tiền ngàn đô thôi. Hôm nay thì Tuấn Anh sẽ về cho anh em một chiếc Mazda 626 bản đủ nhé, giá chắc chắn sẽ rẻ hơn thị trường. Với giá 116 triệu đồng em khẳng định với các bạn rẻ hơn thị trường. Sản xuất năm 2002, tư nhân chính chủ, bản đủ số sàn, có chủ mã đầy đủ biển Quảng Ninh 14A08985. Em bảo rồi, nếu như các bác chạy dòng này và các bác sẽ so sánh với một chiếc Vios Limo từ 2007 trở xuống với cái giá khoảng tầm 145 triệu đồng, 135 triệu đồng, các bác vứt nó Vios đi luôn. Đấy, chạy dòng này nó cực sướng, cực phê và cực chất lượng luôn cho mọi người. Đấy, cam kết cho anh em xe đẹp không lỗi, keo chỉ zin, máy số thì đại chất, nội thất cực đẹp. Lên full đồ chơi từ màn hình Android, cam lùi, cam hành trình. Đèn buổi tối rất là sáng như thế này, form dáng đẹp chuẩn chỉnh 100%. Xe không lỗi từ 2002, các bác nhìn thấy cái mép cabo này, nó khít khít như này. Các bạn nhìn đây, khít khít này. Đấy, đăng kiểm tháng 2 năm 2023. Hệ thống đèn này. Đấy, cực kỳ uy tín luôn. Đấy, hệ thống la đăng đúc 4 bánh theo xe. Đây chúng ta sẽ đi từ bên đây. Thương hiệu đến từ hai cánh chim Mazda. Đấy, các bạn ạ, Mazda nó cực kỳ lành, một trong dòng xe thương hiệu đến từ Nhật Bản. La đăng đúc 4 bánh này, hệ thống phanh đĩa này, và tất cả rất là ok. Cua lốp, cua liếc này. Nói chung là với 116 triệu đồng thì em khẳng định với các bạn rằng không mua ở đâu được một chiếc xe rẻ và chất lượng như chiếc Mazda này. Khẳng định với các bạn nào xuống tiền nhanh thì em sẽ khẳng định với các bạn cực kỳ chất. Các bạn mua con xe này cực kỳ may mắn luôn, vì xe nó quá là chất và quá là đẹp. Đấy, quá là ok. Đấy, tất cả la răng, lốp dép của chiếc xe nó quá là uy tín luôn. Nó khẳng định với các bạn một điều là đây là một chiếc xe mà của cán bộ đi, một chiếc xe mà 116 triệu đồng các bạn không tìm đâu được. Mazda 626 2002 bản đủ. Các bạn đứng trên đời sâu, sâu nó có chất lượng của đời sâu. Bây giờ các bạn mua một chiếc xe đời 2008 cũng chỉ đăng kiểm 6 tháng, mà đời 1990 thì vẫn đăng kiểm 6 tháng. Tóm lại thì 2002 vẫn đăng kiểm 6 tháng, nên các bác không phải ngại gì. Quan trọng là cái chất lượng xe và giá tiền nó hợp lý nhỉ các bạn. Múc, đúng không ạ? La răng này, tất cả xe rất là đẹp cho mọi người. Đấy, em khẳng định với các bạn nào mua được con này với cái tầm tiền hơn 100 triệu thì đang có cái nhu cầu tìm một cái tầm tiền hơn 100 triệu về đi gia đình, thì nói thật với các bạn mua được con này quá may mắn luôn, không phải suy nghĩ và không phải bàn nữa, quá may mắn luôn. Nội thất chiếc xe này, nội thất là ghế da nguyên bản, vô lăng 4 chấu, túi khí hai bên, còi to cho vượt, hệ thống gương kính chỉnh điện đầy đủ, táp nô táp ly sạch sẽ đẹp đẽ, keo chỉ zin 100%. Đó, từ năm 2002 mà các bạn thấy keo chỉ này. Và các bác là mua em sẽ có ship hàng đến tận nhà cho các bạn luôn, ship hàng tận nhà cho mọi người luôn. Đấy, quá ok và rất uy tín cho mọi người luôn. Đấy, khẳng định với các bạn một điều rằng các bạn mua được chiếc xe này, em khẳng định với các bạn là một điều là quá uy tín luôn, chứ không phải là uy tín nữa. Đây, vừa rồi một bác ở Quảng Bình, đây ạ, Quảng Bình, bắt xe khách ra đến đây từ tối hôm qua, và em để cho con xe này là Lacity 205 85 triệu đồng. Bây giờ bác cái đánh xe về đây. Đấy, một chiếc màu trắng nhá. Đấy, em vừa mới bán cho bác xong, tranh thủ đi quay đấy, không thì là không có video. Đấy, 85 triệu để cho bác ấy về bác chạy. Đấy, nói chung là với em ấy thì nó cứ là hợp lý và rất là ok. Nội thất, ghế da, tất cả mọi thứ này, áo ghế đàng hoàng, trần thì trần nỉ nguyên bản ấy, sạch sẽ và đẹp đẽ. Đấy, tất cả mọi thứ của nó rất là đẹp cho mọi người. Và còn có bác anh chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về một cái mẫu xe mà hơn 100 triệu một tí thôi, chứ không phải là hơn nhiều, thì đây là một chiếc xe quá hợp lý, bản đủ số sàn, hai túi khí, biển Quảng Ninh, xe đẹp không lỗi này. Đấy, quá yên tâm và quá ok cho mọi người. Các bạn nhé, quá yên tâm và quá ok cho mọi người. Rất xịn sò, keo chỉ này, tất cả mọi thứ này, rất ok cho mọi người, đúng không ạ? Keo chỉ rất là đẹp cho mọi người. Tất cả phần đây, loại của bác xem, bác ấy vải hết ra đây. Đấy, các bạn thấy không có lỗi gì,
Đấy, các bạn thấy không có lỗi gì cả. Kích kiếp lốp dự phòng, đồ tháo lốp đầy đủ hết theo xe. Tóm lại con xe này thì nó quá yên tâm nếu như các bác chạy. Đấy, đây là phần gầm này, gầm bệ này. Đấy, gầm bệ đây. 2002, số sàn bản đủ 2.0. Một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Với một cái giá khá hợp lý như thế này thì quý bà con, cô bác, anh chị em ạ, đây là một chiếc xe hợp lý và rất là uy tín cho mọi người. Nếu như các bác nào mua chiếc xe này thì em khẳng định với các bạn là đây là một chiếc xe cực kỳ đẹp và rất chất lượng, đúng không ạ? Bà con, cô bác, anh chị em có nhu cầu quan tâm về cái mẫu xe Mazda 626 số sàn tư nhân chủ đủ, xe đẹp không lỗi như thế này, thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho Thành phố Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863 với cái giá chỉ có 85 triệu đồng thôi. 85 triệu đồng thôi là các bạn đã sở hữu được chiếc xe này. Ở màn hình Android SIM 4G nhá. Xe này là ông anh đang đi nên là ông lắp cả SIM 4G vào để cho vừa đi công vụ vừa chạy nó cực kỳ uy tín luôn. Xinh nhan này, tất cả đều rất là đẹp. Rất là đẹp cho mọi người. Rất là ok. Hệ thống đèn buổi tối thì các bạn yên tâm, cực sáng rồi. Rất yên tâm và rất đẹp rồi. Các bác nhá. Rồi chúng ta sẽ lên xe và kiểm tra xem chất lượng chiếc xe này là như thế nào. Đó. Rồi, bật điều hòa lên cho nó mát nào anh em ơi. Đây, YouTuber nhá, SIM 4G này. SIM 4G vẫn đang hát, có lại âm thanh nghe chất lì luôn. Chất cực kỳ luôn nhá, âm thanh nghe cực kỳ chất luôn. Đấy, cảm biến áp suất lốp này. Đấy, cam hành trình này. Nó không thiếu một cái gì, hệ thống còi rất là to. Hệ thống kính điện đầy đủ hết theo xe nhá mọi người. À, rất ok bà con cô bác ạ. Bà con cô bác nào đang có nhu cầu thì đây là một chiếc xe cực kỳ uy tín luôn. Các bạn nhìn thấy đây. Một chiếc xe Mazda 626 mà giá có 116 triệu đồng thôi. Bản đủ số sàn mà âm thanh nghe tức ngực luôn. Cực kỳ yên tâm luôn. Uy tín cực kỳ luôn, gạt mưa phun nước này. Xe này em có thể test cho anh em khoảng tầm 500 cây, 300 cây đều được hết các bạn nhé. Các bạn chỉ cần xuống tiền, cọc tiền cho em thôi là em ship tận nhà cho mọi người. Chắc chắn rằng không chê được con gì ở xe này. Khẳng định với các bạn một câu là không chê được con gì ở xe này. Đó, cực kỳ uy tín và rất yên tâm cho mọi người. Còi to cho vượt, hệ thống gì đây? Rất ok cho mọi người. Đấy, hệ thống đèn ấy. Tóm lại là củ số này. Các bạn nhìn thấy củ số này. Vâng. Củ số này. Vô lăng này, các bạn nhìn thấy vô lăng này. Chạy 27 vạn thôi. Ôi giời, 2002 mà chạy 27 vạn tính ra mỗi năm có hơn vạn. Phải nhỉ? 2022 20 năm mới này. 20 năm rồi, chạy 27 vạn. Đấy. Quá uy tín luôn, quá xuất sắc luôn. Trần của nó các bạn thấy này, trần này, nó, cái trần của nó đã đẹp. Nó vẫn là trần nỉ nhưng mà trần của nó không có độ sờn và không có độ mướp. Chứ trần nỉ mà lát đi sơ mướp thì nói chung là nói làm cái gì, đúng không? Thà vào trần 5D còn hơn. Bây giờ chúng ta sẽ mở phần khoang máy này, xem rằng cái khoang máy của chiếc xe nó có xứng đáng với đồng tiền bát gạo không. Nói thật với các bác này, 116 triệu đồng nếu để mua con xe này, em xác định mua xe này hơn là mua một chiếc Lancetti hay là Vios 205. Các bạn cứ thử chạy lên. Đây, 202 các bạn này. Đây, 202 đây. Máy của 202 đây. Các bạn có thấy không, hoành tráng và tá tràng. Riêng chỉ có duy nhất chỗ này ngấm dầu. Máy gì? Khô ráo, sạch sẽ, đẹp đẽ. Không mua xe này thì mua xe này. Và các bạn nhìn thấy sướng ở cái phần khoang máy này là riêng hai cái phần hụt giảm sóc. Riêng hai cái phần hụt giảm sóc này. Số khung này, chấm sơn này, quả đây. Quả ốc này. Đây, sang bên đây, quả này. Lói có sách, mách có trứng các bạn này. Ui giời ơi, cái bộ giảm sóc này nó xứng đáng đồng tiền bát gạo này. Đề lổ start top nhé các bạn nhé. Con này đề lổ start top luôn ạ. Đề lổ start top luôn. Đấy, máy này, nó khô ráo đến từng mm, từng cm. Đấy. Mỗi cái phần này là bị ngấm dầu một tí thì nó không ngấm nhiều, mà nó ngấm nó bám bẩn vào đây thôi. Cứ thế này thôi. Đấy các bạn thấy. Còn lộ riêng con máy này em đảm bảo chạy 500 cây thoải mái luôn. Chạy một mạch 500 cây chứ không phải là gì. Cả chạy một ngày hay là tùy thôi. Các bạn có chạy được cái sức xe không thôi, chứ còn đâu thì em khẳng định với các bạn, đây là một chiếc xe yên tâm và uy tín cực kỳ luôn. 116 triệu đồng các bạn ạ. Thoải mái đam mê và thoải mái đi vượt, đi tiếp và đi gia đình với giá 116 triệu đồng. Ok, cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, các bác, anh chị em
đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em nhé. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.